Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay bên em lại tiếp tục về pin lưu trữ có dung lượng là 100A. Đây là một trong những cái dòng pin đã được đóng sẵn ở trong một cái bắc như thế này. Đấy, nhập thẳng ở bên nhà máy của Trung Quốc về. Như lần trước em cũng đã đăng và giới thiệu cho các bác rồi. Bắc pin này có thương hiệu là Grid Power. Đây là một trong những cái dòng hàng nội địa của Trung Quốc. Với thiết kế lõi 16 cell. Đấy, 16 cell pin 3,2V, dung lượng là 100A, được thiết kế trong một cái thùng này. Đấy, một cái cục này suýt soát là gần 50 cân anh em nhé, gần 50 cân. Đấy, B bằng bằng một bao xi măng. Thì em sẽ báo giá trong cái video này luôn để anh em tiện lấy theo cả cái năng lượng mặt trời ở bên em đang cung cấp. Trước tiên các bác có thể nhìn về cái tổng thể để các bác nắm được. Ở đây là các thông số kỹ thuật nhé. Đấy, ở đây là các thông số kỹ thuật này. Cái này là cái keo gắn vào đây. Đây là cái thông số kỹ thuật, thì em sẽ giải thích cho các bác trong cái thông số kỹ thuật này. Đấy, còn đây là cái cổng để cho các bác kết nối với cả biến tần, hoặc là các bác sẽ sử dụng với cả kích điện hệ 48V. Ở đây các bác nhìn này, nó có hai cái dấu cộng này, chính là hai cực dương. Thì các bác sẽ đấu cực nào cũng được. Các bác có thể lấy hai cực ra để sử dụng cũng được, mà lấy một cực ra cũng được. Đấy là có hai cực dương và hai cực âm. Đấy, đấy là về phần kết nối với cả biến tần. Ở phía bên đằng này thì nó có một cái phần báo phần trăm pin, ký hiệu là sóc. Anh em nhìn nhá, ký hiệu là sóc. Thì ở đây nó có bốn cái đèn, anh em nhìn, nó có bốn cái đèn tương ứng với 25%. Một đèn là báo 25% dung lượng. Đấy, một cái đèn màu đỏ này là báo lỗi, một cái đèn xanh có chữ răn này là báo chạy. Còn đây là cái hệ thống mà các nút truyền thông bên em đã bật sẵn rồi. Các bác sẽ để nguyên cái nút này nhé, những cái nút màu đỏ này. Đấy, các bác không được động đến. Đấy, bên em đã bật sẵn cho các bác rồi. Còn đây có những cái cổng RS485. Cái này thì thường là để anh em sẽ kết nối với cả máy tính. Đấy. Còn rất nhiều anh em hỏi cái cục này là có giao tiếp không. Thì riêng đối với những cái dòng này là nó không thiết kế là giao tiếp với cả biến tần. Và trên thực tế thì các bác sử dụng giao tiếp hoặc không giao tiếp thì nó cũng như nhau cả. Bởi vì giao tiếp với cả biến tần thì các bác cũng chỉ xem thêm được một số cái thông số. Đấy, xem thêm được một cái thông số, một số thông số của cái cục lưu trữ thôi, chứ còn nó cũng không giải quyết gì. Đấy, bởi vì trên thực tế là nếu các bác sử dụng mạch giao tiếp với biến tần thì biến tần cũng không thể can thiệp vào cái cell pin ở bên trong được. Đấy, tất cả đều phải qua BMS. Chính vì vậy mà giao tiếp hoặc không giao tiếp thì cũng giống nhau cả. Đấy, giao tiếp chỉ hơn được là nó xem được vài cái thông số kỹ thuật nữa thôi. Đấy, còn chả giải quyết gì hết các bác nhé. Đấy, đấy là em giải thích cho các bác như vậy để các bác nắm được. Ở phía bên đằng này thì nó sẽ thiết kế cho các bác là hai cái quai sách. Đấy, với cái pack pin này thì các bác có thể để nằm như em đang để hiện tại, hoặc là các bác có thể dựng đứng nó lên. Đấy, có thể dựng đứng cái pack pin này lên. Đấy, để cái mặt dưới này nó xuống dưới cũng được. Dưới này nó là mặt phẳng. Đấy, dưới này nó là mặt phẳng. Đây các bác có thể xem về ở hai hông ở bên. Đấy, nó thiết kế cái vỏ nó rất là cứng, rất là chắc, rất là chắc chắn luôn. Bây giờ em sẽ giải thích các thông số kỹ thuật ở trong cái pack pin này để cho anh em xem, sau đó là báo giá luôn. Ở đây anh em có thể nhìn về cái model của nó nhé. Đây là cái model. Đấy, 48 100P.
Ở đây cái dung lượng danh định là 51,2V, dung lượng là 100A. Đấy, điện áp danh định ở đây là 51,2V, dung lượng là 100A. Cái cục lưu trữ này nó có thể chịu được nhiệt độ từ âm 10 độ C đến 60 độ C. Đấy, như vậy cũng khá là cao. Ở đây cái mức từ 0 đến 50A này chính là cái ở trong cái thông số này nó ghi là cái mức độ cân bằng. Đấy, còn điện áp khuyến khích, điện áp sạc này khuyến khích là từ 56 đến 56,8V. Đấy, các bác có thể để mặc định là 56,8V, hoặc những bác nào muốn sạc căng thêm thì các bác sẽ để cho em là 57V, đấy là tối đa nha. Còn không, các bác cứ để mặc định 56,8V thì theo đúng cái thông số của nhà sản xuất. Ở đây cái dòng thứ tiếp theo là nó nói về cái điện áp thả nổi. Đấy, thì từ 54,4 đến 55,2V. Nhưng các bác để mặc định là 54V hoặc là 54,4V. Đấy, thì theo em các bác cứ để cho em là 54V mà mặc định nhé. Ở đây, cái dòng đây là cái số của nhà máy này, công ty nhà máy. Đấy, số hiệu và công ty của nhà máy sản xuất. Cái dòng mà cái BMS này nó quản lý, có nghĩa là nó cho sạc tối đa cho các bác là 20A. Có nghĩa là các bác mà có sạc quá 20A là nó không cho sạc. Đấy, bởi vì nó cài đặt sẵn cho các bác rồi. Đấy, tối đa các bác được 20A. Đấy, còn nạp tiêu chuẩn của nó là 10A anh em nhé. Dòng nạp tiêu chuẩn là 10A, nhưng ở đây nó đã để cho tối đa là 20A. Đấy, còn cái dòng này là cái dòng để liên hệ trực tiếp với cả cái số điện thoại của nhà máy. Đấy, các bác có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại này của nhà máy nhé. Đấy, còn trong trường hợp mà muốn tái chế thì đây, cái chính là cái số điện thoại ở phía dưới này. Đấy, cái dòng ở phía dưới này chính là cái số điện thoại để liên hệ để tái chế pin. Đấy, đấy là những cái thông số mà em đã dịch cho các bác ở trên cái biến quên cái hệ lưu trữ này. Thì trong cái cell pin này, trong cái cell pin này nó thiết kế là 16 lõi cell pin A. Đấy, pin loại A và được bảo hành. Cái lưu trữ này được bảo hành là 2 năm anh em nhé. Lưu trữ này được bảo hành là 2 năm. Thì với một số hãng người ta bán giá 23, 24 triệu thì nó nâng cái mức bảo hành lên. Thì chẳng qua là các bác sẽ phải mua cái gói bảo hành. Đấy, các bác cứ hình dung nôm na như thế. Với một số hãng nó ghi là bảo hành là 5 năm. Thì trong cái thời gian mà 5 năm đấy thì nó đã tính hết cái tiền vào cái gói bảo hành rồi. Chính vì vậy mà cái giá tiền nó đã nâng lên và bảo hành thì nó lại được cao hơn. Đấy, các bác hình dung và nôm na hiểu như vậy. Đấy, thì với cái pack pin này anh em sử dụng cho cái hệ 5 ký, 5 ký rưỡi hoặc 6 ký thì cũng rất là ổn. Đấy, rất là ổn với những gia đình mà chạy ít. Thường thì anh em sẽ sử dụng với miền Bắc là khoảng cao độ là 3 tháng mùa hè. Thì thường sau 3 tháng mùa hè thì tối đến thì cũng anh em cũng chỉ dùng quạt tivi thắp sáng với cả tủ lạnh, máy bơm. Đấy, thì sử dụng một cái pack như thế này là cũng khá là hợp lý. Đấy, thì với một cái pack pin như thế này thì bên em đang bán giá là 15 triệu 500 nghìn đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, em xin nhắc lại này. Một cái pack pin 51,2V, dung lượng là 100A, thương hiệu Grid Power. Đấy, có giá là 15 triệu 500, bao phí vận chuyển toàn quốc. Bác nào lấy hàng thì các bác bắt buộc phải đặt cọc tiền, bởi vì hàng giá trị cao, với thứ hai nữa là nặng và cái khâu đóng gói rất là vất vả. Đấy, chính vì vậy mà các bác bắt buộc phải đặt cọc tiền. Đấy, với một số khách hàng, kể cả khách quen, thì em cũng nói với các bác là đặt cọc cái tiền vận chuyển. Đấy, ít nhất là 500 nghìn.
Đấy, sau đó các bác nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác thanh toán nốt. Về khởi động thì cũng rất đơn giản thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái nút reset này nhá. Đây, cái nút reset này. Đấy. Anh em có thể lấy cái đây. Để em lấy bút thử điện này, em ấn giữ lên để cho các bác xem nhé. Này các bác ấn giữ một lúc rồi. Đấy, ấn giữ. Đấy, thì các đèn này nó đã báo. Đấy, nó báo hết một lượt. Đấy. Và như vậy là nó đang hoạt động rồi. Đấy, là nó đang hoạt động. Thì bây giờ em sẽ đo luôn cái điện áp của cái bắc pin này luôn để cho anh em xem nhé. Đấy, đo cái điện áp ra. Đây nó đang báo đèn là 22 vạch. Đấy, như vậy còn 50% của lưu trữ đang ở trong này. Giờ em sẽ lấy đồng hồ đo cho các bác xem. Các bác đợi một chút. Đây, thì bây giờ em sẽ bật cái đồng hồ để đo về cái thang đo của thằng DC đấy nhá. Đấy, thang đo này, DC này. Đấy, không biết anh em nhìn rõ không nhỉ? Thang đo về DC đấy nhá, DC đấy nhá. Đấy, bây giờ em sẽ đo hai cái cực của cái bắc pin này xem đang là bao nhiêu volt. Đây, các bác có thể xem. Để chợt tay. Đấy, các bác nhìn nhá. 52,6V. Đấy, 52,6V. Đấy, đây là cái điện áp mà danh định của nhà máy luôn rồi. Điện áp danh định của nhà máy nó sản xuất ra ghi thông số trên này là 51,2V. Đấy, mà đây điện áp của nó đã 52,6V. Đấy, như vậy là cái điện áp của danh định của nó cũng khá là ok đấy. Đấy, thì bác nào mà kết hợp sử dụng cái lưu trữ này với cả cái biến tần Lumen Chi bên em đang bán thì các bác sẽ có một cái hệ thống năng lượng mặt trời hết sức tuyệt vời, sử dụng cho gia đình rất là phù hợp. Đấy, thì với một cái bộ như thế này kết hợp với cả cái biến tần Lumen Chi cũng như là năng lượng mặt trời, thiết kế cả tủ điện cho các bác, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp Zalo em đã để trên màn hình, thì em sẽ báo giá hết cho các bác để các bác tiện mua hàng. Đấy, các bác cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời các bác nhắn tin Zalo cho em nhé. Cố gắng các bác nhắn tin Zalo, bởi vì nghe điện của các bác là các bác đang làm mất thời gian của em và rất nhiều khách hàng khác. Đấy, nhắn tin Zalo một lúc em có thể chat được 10 đến 20 người, nhưng mà điện một cuộc thì tầm 5-10 phút thì rất nhiều người khác đang phải đợi chờ các bác. Đấy, các bác hình dung và hiểu cho em như vậy. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một video sau nhé.